Ủa cái chóp đuôi á. Coi răng coi. Cảm gì bác lấy nhiều tiền không? Nói đúng cái giá tiền của tú. Không có đòi khách. 39. Đó, quần đó, đặt đó. Mới đĩa, cái bữa đĩa chắc quần đi cũng được 20 ngày, đã đến rồi. Mới đĩa đây mà. Đây, có quần này chuẩn bị đĩa này. Đây. Quần mì mà ăn bán thì cũng thích này. Ăn biển mà ăn tạp nhớ nhà lắm, nhớ lắm. Chứ thả là người đảo một mình nhá, nó cũng về không thiếu không ngoài cả. Bọn đi một đi. Hắn nhớ gắm cuồn thôi nhưng mà cuồn thì cũng tạp. Hắn mới thay hai lên còn đi cái đảo không đó. Vâng, gắm rồi khá chát hơn thì không được bằng con trâu tê mô. Nhưng mà là... Ôi, sao mẹ lại bắt con nó làm gì? Con tê rồi. Con nó cống à? Con bắt vánh nhưng mà. Sửa cuồn nó bú quen. Cuồn sửa tốt lắm rồi. Dẫn ông bác xuống Bắc Phương dưới đây mua con trâu các bác. Anh đang bán cặp trâu trắng. Quay lại cho các bác xem luôn. Đó con nhá trắng này các bác này. Đó con nhá này được chắc được 20 ngày rồi đó nha. Chắc tầm 20 ngày rồi đó. Đây bác chủ nhà, chủ trang trại nha các bác. Đây, bác đang còn bán cặp này nha các bác. 40 triệu nha. À bác đang chốt giá là 39 triệu nha. Ông anh này với ông bác này ngoài quê vào vào xem. Ba con chữa. Đâu con nào? Tơ. Đây ha. Con đi chữa sắp đẻ này. Con đi mấy ngày nữa là đẻ đó. Con đi đó. Chữa rồi. Con đi hả? Mấy con đi cua chữa cả. Mấy con đi chữa hết rồi. Chữa hết. Còn con đi con nghe tơ. Nghe tơ hả? Còn lại đi 2 cặp. Cặp này để cho em cái 38 triệu đi. Mua nhanh con bán đi... nhanh. Lên đường thì không tốt rồi. Trời là mưa chú. Á trời. Đúng rồi. Cặp đi nhiều tiền không? À con đi nhiều tiền không bác? Quay luôn. Quần á. À. Nói cho bán. Bán là tôi bán 28 ạ. 28 triệu hả? Ừ. Đây các bác này. Uống không bớt luôn. Trâu này trâu trâu tầm tiểu rồi nha bác. Con này con lứa cho mấy ta? Hay lứa đầu? Lứa đầu tiên chứ. Con mới thay hai mà. À thay hai rất lướt đầu tiên. Thì con này dạng tầm trung thôi các bác. Con nhà anh có điếu cải. Trâu nhỏ thôi. Chốt giá 28 triệu. Ờ con này sắp đẻ rồi đó, mấy xuống rồi. Cái bộ phận sinh dục của nó bự rồi các bác. Còn con nghe nghe. Còn dạ. Nó ăn no không phải chiều nó ăn no đó bà. Đây nha, con này con nghe nghe cái nha các bác. À nghe đực nha. Nghe bạc nha các bác, nghe đực nha. Đẻ rồi đâu 20 ngày đó. Con mẹ đây này các bác này. Ủa, anh vô rồi, quay cho các bác, cho bà con nông dân tham khảo luôn nha. Đây, con mẹ đây này. Thì anh đòi 39 triệu nhưng mà ông bác, ông đi mua đó. Ông xem cho ông trả 38 triệu. Thì không biết là đôi bên có bán hay không thì cái này em chưa biết được. Thì quay cho các bác xem luôn. Con này cái đuôi nó... Con này cái đuôi nó bị cụt đuôi răng á. Cụt. À không phải cụt đuôi. Hết bị rụng lông, rụng đuôi. Ừ, chứ không phải trâu này, trâu bạc nha các bác. Trâu cũng to đó các bác ạ. Đẹp. Đó, đang bác đi mua, bác chủ nhà chốt 39 thì khách người ta đến người ta trả 38 triệu rồi nha các bác. Quay cho các bác tham khảo luôn.
Còn mía này các bác này, ông chặt mía này. Đó, bây giờ trâu đang ở chế độ vỗ béo để mấy bữa anh xuất nha các bác. Này mía này. Đó. Mía chợ. Đây các bác nha. Máy băm này. Băm này các bác này. Băm tơi đi rồi cho nó ăn thôi. Đó, máy to nha. Cái máy này ông mua đâu 5 6 triệu ấy. Còn cám này các bác này, quay rõ luôn cho bà con nông dân. Ai có vỗ cám cám vỗ vỗ béo trâu bò thì các bác xem luôn nha. Cám đây này. Đó, đây. Đây, đó. Còn đây là bã bia. Đây là bã bia. Đó. Còn đây là trại trâu này. Đó, trại trâu này em có review một lần này. Đây bác gái nha, mẹ của anh ấy. Thế thì bác chủ trâu này đang trẻ thôi. Mà tính nói cứ ào 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 các bác. Đàn trâu đẹp không? Đàn trâu này tầm hơn tháng này là ông xuất rồi các bác. Ông đang vỗ đó các bác. Mùa này mùa mát thích hợp cho việc vỗ béo trâu bò cho bà con nông dân mình. Nha, đàn trâu này em có review một lần này các bác này. Bây giờ này. Đó, em quay sơ cho các bác xem. Tại mình đứng ở trên đó. Thì em quay xuống thì nhìn nó vậy đó các bác. Đây, quay một lượt cho bà con nông dân mình xem nha các bác. Đó, còn anh đang bán cái con trâu đó sắp đẻ rồi đó. Bỏ 28 triệu đó các bác. Đó, 28 triệu sắp đẻ rồi. Đây. Đây, ok các bác chưa? Đó. Đây, trâu này nó chưa lên cổ rồi các bác nha. Cũng nói rõ nha, trâu to nhưng mà chưa lên cổ. Đó, trâu to rồi nhưng mà cổ chưa to nha, mới hơi hơi có cổ nha các bác. Đó, những con nào già thì hơi hơi có cổ nha, cũng nói rõ luôn. Mà các bác nào ở trong nghề thì các bác nhìn trâu là các bác biết liền thôi mà. Đây, em quay sơ cho các bác xem này, chưa cho ăn đâu nha các bác. Đó. Rồi. Ok các bác nha. Đây, mùa đông anh che lại đó, che trắng lại cho nó mát trâu. Còn bên đây là trâu cái ông thả đồng, vì bây giờ đồng đó. Đó thì bà con nông dân này, những ai mà có cánh đồng lầy, đồng sâu á, thì em khuyên các bác là không nên nuôi bò. Các bác có cái nuôi trâu như là hợp lý nhất này. Nó chả phải mất cái gì đâu các bác ạ. Đó. Trâu cặp, trâu nữ, trâu khung nhá. Nuôi trâu hiệu quả kinh tế cũng cao lắm đó các bác ạ. Và các bác phải chịu khó nha, các bác lưu ý nha. Chăn nuôi trâu bò là các bác phải chịu khó nha. Nhìn cái đá mắt thật đó nhưng mà có chịu nhiệt được hay không là do các bác thôi nha. Những người nào vợ trong nghề thì biết rồi. Rồi, ok các bác nha. Rồi, ok các bác nha. Thì em đứng đằng sau cái chuồng trâu này các bác này, đứng đằng sau đít nó nha các bác. Thì vô trong nhà ngồi nói chuyện đó thì ông anh á, ông bạn đó với bác đó là bắt cặp trâu cái rồi nha các bác. Bắt chốt giá là 38 triệu nha. Đó thì chút xíu nữa lên xe em quay kỹ lại cho các bác xem. Thì ngồi nói chuyện thì ông bảo là ngồi nói chuyện về cái việc mua bán trâu á, thì ông bảo là nếu mà bác nào đến mua được 10 con trâu này này, ông bán luôn nha các bác, bán bò nha. Đó thì 10 con này ông ra giá là 360 triệu nha các bác. Đó, 360 triệu. Bình quân là 36 triệu một con này các bác này, con to bù con nhỏ nha. Đó. 360 triệu. Có bác nào cần không? Đó, bác nào cần thì liên hệ trực tiếp gặp em để đến bắt đàn trâu này nha các bác. Đàn trâu này đàn trâu khung nha các bác. Nha, trâu khung nha bà con nông dân mình. Trâu đẹp nha. Trâu đẹp nha, trâu đang khung nha các bác. Đó, quay rõ cho các bác xem này. Đó, biết đấy này. Biết này. Có con béo con gầy các bác ạ. Đó, có con to con nhỏ nha. Đó, sàn sàn như nhau. Đây. Đó, sàn sàn như nhau. Con này nhỏ nhất này các bác này. Đó, con này nhỏ nhất này. Quay cái con nhỏ nhất cho các bác xem này. Đó. Ok cho các bác. Có sao nói vậy nha. Con này nhỏ nhất này. Đó. Rồi, chỉ có một mình con này nhỏ nhất thôi nha các bác. Đó, phần đàn trâu nó sàn sàn như nhau nhá. Đó, bác chủ nhà ra giá là 360 triệu nha. Đó, tức là có thương lượng xe cộ nha các bác. Nói rõ luôn, có thương lượng xe cộ cho các bác. Đây. Chờ. Đó. Được chưa? Ok chưa? Rõ ràng cho các bác. Đây này, ăn mía này các bác này. Thức ăn là mía nha. Mía này. Có này. Đây cám này các bác này, cám nhưng mà ông cho ăn giống như bột ngọt mà, vì cái trại trâu này em quay review một lần rồi. Đó, cám ông cho ăn như bột ngọt đấy. Đây, còn bá bia này, bá bia thì lấy chung với em nha các bác. Đó, bá bia lấy chung với em nha. Có sao nói vậy nha, mới ăn được 15 ngày nha. Mời con trâu này mà ông cho ngày có 3 bá bia này các bác này.
thấm vô mô nè. Đó rõ ràng nha, bắt đầu mới bắt đầu thuốc thôi, sơ sơ thôi nha các bác. Đó, em quay sơ luôn thôi, tối rồi các bác ạ. Làm clip hôm nay làm clip riêng về trâu luôn các bác. Nhiều các bác điện hỏi em có làm trâu không, mà thật tình là em không làm trâu, tại vì bò thôi, bò em chưa lo đủ cho các bác, thì trâu thật sự là nó vất vả lắm các bác ạ. Đó, hôm nay nhân tiện ông anh mua rồi. Ông anh đây là ông điện ông hỏi em nhá, chứ em cũng không quay nha các bác. Ông cần anh điện cần thì hỏi rồi em chỉ cho bác nha các bác. Đó, còn bác nào có nhu cầu trâu cặp, trâu giống thì các bác cũng điện, chứ em không làm nha. Nếu các bác có nhu cầu cho bác điện cho em thì có thì em chỉ cho các bác đến bắt nha. Rồi, ok các bác nha. 360 triệu nha. Rồi, ok các bác. Rồi, đứng mà chứ từ từ anh. Đó lên hết được chứ. Khỏe lắm chứ. Khỏe chứ. Cấm chân luôn. Cho một chân lên chứ. Không. Cấm một cái chân đi. Kéo gãy chân lên á. Ồ, nhẹ nhàng mà. Bye bye mình nha. Về rồi. Này. Bữa cuối vẫn được cho ăn được mất con vui thôi. Rồi ok các bác nha. Đó, trước mặt các bác là một cặp trâu này các bác này. 38 triệu nha các bác. Đó, rõ ràng công khai cho bà con nông dân mình tham khảo nha. Trâu mẹ, trâu bạc nhá, nghé được nghé cái nha, à nghé đực nha các bác. Nghé này được 20 ngày rồi nha các bác. Đó, quay cho toàn thể cho bà con nông dân mình tham khảo. Ok, em cũng nhắc lại nha. Bác nào có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì các bác nhớ đăng ký kênh nha. Đó, các bác nào có nhu cầu mua à bán á thì các bác nhớ đăng ký kênh. Rồi các bác muốn bán thì các bác cứ alo trực tiếp em nhá, đừng ngại ngần gì cả nhá. Em sẽ đến nhà các bác mua một cái giá nó phù hợp nhất cho bà con nông dân mình về chăn nuôi nha các bác. Còn bác nào có nhu cầu bán thì các bác nhớ đăng ký kênh rồi nhớ nhấn chuông nha. Rất nhiều bác không nhấn chuông nha các bác. Đó, em nhắc lại nha. Rất nhiều bác cứ thắc mắc tại sao mà toàn coi những cái video cũ của em, còn những cái video mới thì không có thấy. Đó, tại vì các bác không nhấn chuông á thì YouTube nó sẽ đề xuất cho các bác một cách nó chậm nhất nha. Tầm 8 đến 10 tiếng đồng hồ nó mới đề xuất cho các bác nè các bác. Đó, em cũng nhắc lại. Đó thì các bác nào có nhu cầu mua thì các bác đăng ký kênh. Rồi nhớ đến chuông nhá để theo dõi những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp nha các bác. Để chọn cho gia đình mình những con bò nó phù hợp, con trâu nó phù hợp với gia đình mình nha các bác. Đó, kênh khởi nghiệp là như vậy nha, mua bán công khai rõ ràng minh bạch cho bà con nông dân mình tham khảo nha các bác. Rồi, chào các bác nha, tối rồi, chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác.